gặp gỡ Baby Inliang, một em bé Oviraptorosaurian đáng yêu từ kỳ phấn trắng ở Ganzhou. Oviraptorosaur nổi tiếng nhờ các chuyến thám hiểm thực địa vào đầu thế kỷ 20 vào sa mạc Gobi của Mông Cổ bởi nhà cổ sinh vật học Roy Chapman Andrew từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Nhiều tổ hóa thạch được phát hiện với bộ xương khủng long trị liệu ở gần nhau, khiến các nhà khoa học ban đầu kết luận rằng khủng long chắc chắn đã ăn trộm trứng. Điều này khiến các nhà cổ sinh vật học đặt tên cho loài khủng long này là Oviraptor, có nghĩa là kẻ trộm trứng trong tiếng Latin. Khi tìm thấy phôi hóa thạch giống chim ăn thịt trong tổ được bảo tồn, các nhà khoa học đã kết luận rằng chim ăn thịt thực sự là cha mẹ tốt và thực tế, không phải là kẻ trộm trứng. Điều này làm nổi bật chỉ một phôi hóa thạch được bảo quản duy nhất có thể thay đổi hiểu biết của chúng ta về một thế giới đã qua. Oviraptor con, được đặt tên là Inliang, là phôi hóa thạch được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện trong ngành cổ sinh vật học. Bị chôn vùi nhanh chóng trong lớp bùn hóa thạch và được bọc trong đá gần 72 triệu năm. Cô bé lần đầu tiên ra mắt báo giới toàn cầu. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta không có một phương pháp rõ ràng để xác định giới tính ở loài khủng long. Việc tôi đề cập đến Baby Inliang bằng cách sử dụng đại từ giống cái là điều hết sức đáng yêu. Cô ấy có thể được nhìn thấy ở một vị trí được gọi là nhét. Một phương pháp ứ động trong trứng được quan sát thấy ở các loài chim hiện đại đang chuẩn bị nở. Có lẽ hành vi này liên quan đến mối quan hệ tiến hóa giữa chim và khủng long hiện đại. Quả trứng hóa thạch được phát hiện vào đầu năm 2000 nhưng được cất giữ và bị lãng quên trong một bộ sưu tập bảo tàng cho đến năm nay khi các dự án xây dựng mới thúc đẩy toàn bộ sưu tập được chuyển đến một cơ sở mới. Mặc dù điều này có thể gây ngạc nhiên đối với một số người, nhưng đối với những người quen thuộc với các bộ sưu tập bảo tàng thì có thể cảm thấy giống như đê hao. Chính trong quá trình di dời này, quả trứng đã được tái khám phá trong các bộ sưu tập và được quan tâm đúng mức mà nó xứng đáng được hưởng. Mặc dù đây là một khám phá đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng về số hóa, tổ chức và hiện đại hóa các bộ sưu tập bảo tàng. Người ta chỉ có thể tưởng tượng những kho báu khác ẩn nấp trong tủ đựng đồ bảo tàng chờ được quét sạch và mô tả. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!